Trung Nguyên kính chào lại tất cả cô chú anh chị em, các bạn mến thương trong diễn đàn. Trung Nguyên mạo phép đi vào những bản tin thời sự nóng bỏng của ngày hôm nay liên quan đến cuộc chiến tranh Ukraine và Nga mà các quý vị đang chờ đợi. Thì các quý vị cũng biết đây là cái ngày lễ độc lập 33 năm của Ukraine. Ngày xưa Ukraine là trong cái khối Liên Xô cũ và họ tách rời ra được 33 năm. Thì các quý vị biết là sau đệ nhị thế chiến thì Nga cũng là trong những quốc gia đã thắng chiến tranh. Và lúc đó thì cái phong trào sự lớn mạnh của Nga và nhiều quốc gia đã tham gia vào, người ta kêu là cái khối Liên Xô, và đi theo cái chủ nghĩa cộng sản. Và cuối cùng thì những cái quốc gia đó đã sụp đổ, đặc biệt là Liên Xô đã sụp đổ, và nhiều quốc gia đã tách rời ra và trở thành độc lập, và trong đó có Ukraine. Đây là ngày lễ quan trọng, rất là quan trọng, cũng đặc biệt là một cái ngày mà tình báo của Hoa Kỳ đã đe dọa. Tình báo của Hoa Kỳ đã đe dọa và tình báo cho rằng là Nga sẽ tấn công quy mô rất là lớn của ngày hôm nay. Nga sẽ tấn công với quy mô rất là lớn của ngày hôm nay, cô chú và anh chị em. Nên là cái điều đó là một cái điều, cũng là một cái điều mà người ta đang khá là lo lắng. Vậy Nga có tấn công lớn hay không? Sự việc nó như thế nào? Có cuộc giao tranh khốc liệt hay không? Hay ngược lại Ukraine thắng lớn? Để bây giờ Trung Nguyên đi vào những chi tiết cụ thể của ngày hôm nay để cho các quý vị thấy rõ được rằng ngày hôm nay ai mới là người tấn công và cuộc chiến tranh ngày độc lập, ngày đặc biệt nó như thế nào. Chắc chắc là các quý vị sẽ nhớ được là Nguyên đã có chia sẻ là lãnh sự quán của Hoa Kỳ, tình báo của Mỹ đã báo cáo cụ thể cho lãnh sự quán biết. Lãnh sự quán của Hoa Kỳ ở tại thủ đô Kiev đã liên hệ trực tiếp với Tổng thống Zelensky và nói rằng là coi chừng ngày hôm nay, vì theo nguồn tin tình báo chúng tôi biết là Nga sẽ đưa ra cái kế hoạch tấn công quy mô lớn. Thì lúc đó ai cũng đang chờ đợi cái cuộc tấn công của Nga ngày hôm nay hết, nhưng ngược lại không thấy gì hết, không thấy bất cứ một cuộc tấn công nào của Nga sáng ngày hôm nay hết. Ngược lại Ukraine tạo ra một cái tiếng vang rất là lớn ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì Tổng thống Zelensky đã công bố sáng sớm ngày hôm nay với một cái đoạn video đã quay trước. Và Tổng thống Zelensky đã quay ở tại khu vực Sumy, là cái khu vực giao tranh biên giới mà vừa qua, cách đây 1-2 ngày, Tổng thống Zelensky đã ghé thăm. Và Tổng thống Zelensky đã nói lên là ngày hôm nay, trong cái ngày lễ độc lập, chúng ta đã thành công đánh lùi kẻ địch ra khỏi lãnh thổ của chúng ta. Đó là khu vực Kharkiv. Các quý vị còn nhớ là cái khu vực Kharkiv là Nga đã mở mặt trận cách đây vài tháng về trước. Và sau khi Nga bại trận thì Nga rút về, mà Nga còn chiếm một phần nhỏ lãnh thổ, rất là nhỏ. Nga vẫn chiếm một phần nhỏ lãnh thổ ở tại Kharkiv. Thì ngày hôm nay lực lượng của Ukraine đã công bố chính thức họ đã đánh lùi kẻ địch trở về lãnh thổ của Nga. Và đây cũng là một cái biểu tượng rất là quan trọng trong cái ngày lễ độc lập. Và Tổng thống Zelensky công bố thêm một cái câu nói rất là mạnh mẽ. Từ bây giờ, từ ngày hôm nay, ngày 24 tây tháng 8 ngày hôm nay, chiến tranh nó sẽ trên lãnh thổ của Nga, mà không còn nằm trên lãnh thổ của Ukraine nữa. Có nghĩa là gì? Từ giây phút này, những cuộc giao tranh sắp tới, nó sẽ nằm trên lãnh thổ và Ukraine sẽ không còn ngần ngại đưa quân qua khỏi biên giới của mình và sẽ đánh trên lãnh thổ của Nga. Thì các cô chú anh chị em cũng biết á, là cái vấn đề mà Ukraine họ làm được cái điều đó đó, thì họ đã thấy được là cái thành công ở khu vực kết, đã thấy rõ được là họ có đủ khả năng làm điều đó. Và lực lượng của Nga phòng thủ vô cùng lỏng lẻo. Nga lực lượng rất là mạnh ở những khu vực giao tranh, giống như Nguyên nói ha, là Zaporizhia và Donetsk là hai khu vực chính. Nhưng ngoài những khu vực đó ra thì ở trên lãnh thổ của Nga nó không có binh sĩ phòng thủ gì cả. Và Ukraine đã thấy rõ được là cái sự yếu kém của Nga. Và Ukraine muốn làm cho Nga phải bị chi phối lực lượng, mà Nga không còn đủ khả năng dồn dập lực lượng để tấn công trên lãnh thổ Ukraine nữa. Nên là bây giờ từ giây phút này, những mặt trận và những ngày kế tiếp, nó sẽ giao tranh trên lãnh thổ của Nga, chứ không phải là trên lãnh thổ của Ukraine. Thì để cho cô chú anh chị em đã thấy rõ được là ngày hôm nay tình hạn của chiến. Tuy rằng chúng ta đã nghe rất là nhiều, nhất là cô chú anh chị em ở tại Việt Nam, đã nghe thông tin rất là nhiều là Nga đã ngăn chặn cái sự tiến bộ của Ukraine ở khu vực kết, Nga đã làm như thế này, thiệt hại Ukraine như thế kia.
Nhưng Trung Nguyên khẳng định là cái sự tiến bộ của Ukraine nó không có ngừng. Những sự báo cáo của Nga phần lớn là để xoa dịu cái sự tức giận của Putin. Nhưng thực tế thì tình trạng trên chiến trường thì Ukraine vẫn chiếm ưu thế ở khu vực kết. Và Ukraine vẫn tiếp tục tạo ra những cái thành tích rất là lớn, đặc biệt là ngày hôm qua. Ngày hôm qua thì các quý vị cũng biết là những căn cứ quân sự phòng thủ của Nga đó ở khu vực kết đã bị bơm thông minh, hay người ta còn cho là bơm lượng đó, của Ukraine nó thả vào. Thì cái số lượng binh sĩ đã thiệt mạng nó nhiều vô kể. Nhiều đến mức độ mà ngày hôm nay báo của Nga phải thừa nhận. Các quý vị biết là ít có khi nào Nga thừa nhận cái điều đó lắm. Nga lúc nào cũng công bố cái sự thành công nhưng không bao giờ thừa nhận cái sự thất bại. Nhưng bởi vì cái số lượng binh sĩ của Nga thiệt mạng quá nhiều và những căn cứ phòng thủ của Nga ở khu vực kết đã bị tổn hại quá lớn, và Nga phải thừa nhận là sự tổn thất nặng nề. Và để chúng ta thấy rõ được là cái sự tấn công của Ukraine nó dồn dập. Các vị cũng biết là ngày hôm qua Nguyên cũng chia sẻ là cái căn cứ không quân của Nga đó, Trung Nguyên phải nói là một cái căn cứ không quân cực kỳ là lớn luôn, của Nga luôn, mà đã bị tấn công của Ukraine. Hiện bây giờ vẫn chưa rõ là bằng máy bay không người lái hay bằng một cái vũ khí nào đó. Nhưng mà tấn công tại Ukraine, tấn công của Ukraine trên lãnh thổ của Nga, căn cứ không quân của Nga phải nói là cái sự thiệt hại ít nhất người ta nói là 5-6 chiếc Su-34 của Nga đã bị tiêu hủy. Ít nhất. Để cho các vị thấy rõ được là cái sự tấn công và cái phòng thủ của Nga ở sau cái nơi chiến trường nó vô cùng yếu kém và nó lỏng lẻo. Và đây cũng thấy rõ được là cái cơ hội cho Ukraine đánh tê liệt hết. Chúng ta đều biết là Nga chiếm ưu thế hơn trên không bởi vì Nga có nhiều máy bay. Nhưng bây giờ máy bay của Nga đã hoàn toàn tê liệt. Căn cứ không quân của Nga bị thả bom không ngừng. Không ngừng trong những ngày gần đây. Và thấy rõ được là sự tổn thất của Nga trong những ngày, đặc biệt là từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay, nó dồn dập. Và đây là những cuộc chiến thắng lớn. Đặc biệt đây là những cuộc chiến thắng mà nó dùng tiếng Việt Nam chính xác là nó phải cần sự biểu tượng, đặc biệt là ngày lễ quốc khánh. Nên là cái ngày này mà chiến thắng làm cho gieo lên một cái sự việc người ta vô cùng thấy hào hứng của chú và anh chị em. Để cho các vị thấy rõ được là chúng ta đang lo lắng về cái cuộc phản công của Nga, hiện bây giờ chúng ta chưa thấy. Cũng có thể nói một câu rõ hơn là Nga bây giờ không đủ khả năng phản công vì Nga đang thiếu vũ khí, Nga đang thiếu nhân lực, không đủ kẻ nào bảo vệ hết. Theo những nhà chuyên gia và họ suy nghĩ rằng Nga trong tương lai bắt buộc phải rút một số lượng thiết bị quân sự, đặc biệt là những thiết bị phòng thủ của mình, là hệ thống phòng không đó các quý vị, sẽ quay trở về nước để bảo vệ những căn cứ quan trọng, trong đó nó có những nhà máy hạt nhân, căn cứ không quân, căn cứ quân đội, đặc biệt là những cái trụ sở phóng hạt nhân nó phải cần bảo vệ. Vì hiện bây giờ Nga đã dồn tất cả lực lượng khí tài quân sự của mình ở nơi biên giới giao tranh. Và cái phòng thủ của Nga nó vô cùng lỏng lẻo. Và cái điều này nó không thể nào tiếp tục như vậy. Khi lúc đó cuộc tấn công của Ukraine thì càng ngày càng nhiều. Ukraine tấn công như là vũ bão mấy ngày gần đây. Đặc biệt là ngày hôm nay nữa. Có thể nó là cả 100 máy bay không người lái. Và cuộc tấn công của Ukraine nó không ngừng, nó dồn dập. Và nếu tiếp tục như vậy đó thì cái hạ tầng của Nga nó sẽ bị tổn hại. Điển hình là cái kho chứa dầu của Nga ở tại Rostov đã bị bốc cháy. Hiện bây giờ chưa rõ nguyên nhân và lý do. Phải chăng là cuộc tấn công của Ukraine hay là một cái tai nạn gì đó. Nhưng mà hiện bây giờ cái tình trạng bốc cháy khắp nơi trên lãnh thổ của Nga, không có bất cứ một cái nơi nào an toàn cả. Các người còn nhớ cách đây vài ngày, 11 chiếc máy bay không người lái đã đi hướng về phía bên Moscow. Khi lúc đó thủ tướng của Trung Quốc ở tại Nga mà cũng đang bị một sự tấn công cực kỳ là lớn như vậy. Đây là cái câu chuyện để chúng ta thấy rõ là tình trạng của cuộc chiến nó có một sự thay đổi khá lớn và mọi sự việc nó đang biến chuyển khá nhanh. Và hiện bây giờ đó thì chính quyền Mỹ đó họ phải có một cái sự việc là yểm trợ cho Ukraine. Nên là ngày hôm nay thì Tổng thống Joe, trong cái ngày lễ độc lập thì Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã có cuộc đàm thoại với Tổng thống Zelensky. Tất nhiên đây là cuộc đàm thoại không phải chỉ nói là cái ngày lễ chúc mừng không, nhưng mà cuộc đàm thoại nó có tầm quan trọng, chiến lược. Thì trong cái cuộc đàm thoại này thì Tổng thống Zelensky nêu lên vài vấn đề và Tổng thống Joe Biden đã nêu lên vài vấn đề. Vấn đề của Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ đã đưa lên cái gói trợ cấp mới mà các quý vị cũng biết đó, mà Hoa Kỳ sẽ gửi khẩn cấp
cái gói trợ cấp nó gồm có nhiều loại vũ khí quan trọng, đặc biệt là hỏa tiễn, rồi đạn dược cho hệ thống HIMARS và đạn dược cho pháo đài 155 ly. Hoa Kỳ, ngoài đó thì Hoa Kỳ còn hỏi về vấn đề chiến lược của Ukraine trong cái tình trạng ở khu vực Donetsk như thế nào và khu vực kết ra sao. Hoa Kỳ còn yểm trợ cho Ukraine cái gói trợ cấp khẩn cấp nữa trong một cái bối cảnh mà Ukraine đang cần để có một cuộc phản công lớn. Tổng thống Joe Biden đã cam kết với Tổng thống Zelensky rằng tôi sẽ gửi cho anh một cái gói trợ cấp ngay bây giờ, gói trợ cấp mà anh cần. Tổng thống Zelensky đã nêu lên những cái khó khăn của mình trong một cái bối cảnh mà phải có một cái cuộc thắng lớn và để ép Putin đi đến con đường đàm phán. Và cách duy nhất là mở mặt trận ở trên lãnh thổ của Nga. Phải để cho người dân Nga thấy rõ được là cái sự lãnh đạo của Putin nó dẫn đến cái sự thảm họa và sự thất bại của Nga đó thấy rõ. Và để cho ý thức của người dân Nga ép Putin trên cái bàn đàm phán công bằng, có nghĩa là trả lại lãnh thổ toàn vẹn cho Ukraine. Mà khi đó nếu không thì Ukraine sẽ ở trên lãnh thổ của Nga mãi mãi, làm y hệt những gì Nga đã làm. Giống như bốn khu vực ly khai sáp nhập vào trên lãnh thổ của Nga thì Ukraine cũng sẽ làm tương tự như vậy ở những khu vực mà Ukraine đang chiếm đóng. Thì hiện bây giờ đây là một cái cuộc nói chuyện khá dài giữa Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Zelensky trong một cái ngày lễ độc lập, về nêu lên nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề ngoại giao, vấn đề khí tài quân sự, vấn đề trợ giúp, vấn đề chiến lược. Nói chung là Hoa Kỳ họ vẫn sát cánh cùng Ukraine trong cái giai đoạn này. Và bề mặt thì họ có những cái sự gào cản, nhưng mà thực tế thì chúng ta thấy được là nhắm một con mắt, mở một con mắt. Vì Ukraine đã sử dụng một số lượng vũ khí của họ tấn công sâu hơn 100 cây số, nhưng mà Mỹ cũng không có một cái sự lên án về hành động của Ukraine. Và cái điều đó chúng ta thấy được là cái còng, người ta dùng cái từ chính xác là cái còng đó, cái còng làm cho khó khăn cho Ukraine nó sắp sửa được mở ra. Và trong tương lai gần đây thôi, Mỹ sẽ công bố chính thức là sẽ không còn bất cứ một cái rào cản nào cho Ukraine nữa. Theo những gì mà người ta phỏng đoán sau cuộc nói chuyện giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Joe Biden. Ngoài ra thì Tổng thống Joe đã có nêu lên cái vấn đề cái chuyến đi của ông Modi, đó là thủ tướng của Ấn Độ. Thì sau khi cái chuyến đi của ông thủ tướng của Ấn Độ đó, thì người ta đánh giá rằng là ông ta đi với một cái tư cách rất là hờ hợt. Và ông sự hiện diện của ông ta nó không có tầm quan trọng, bởi vì cái đường lối chính trị của ông ta nó mập mờ và nó không rõ nét. Thì Trung Nguyên khẳng định là Ấn Độ là đi cái đường lối chính trị giống như Việt Nam chúng ta, là đường lối cây tre giống của Bác Trọng đó. Đó là gió bên nào thì nghiêng bên đó. Đó, gió bên nào mạnh thì nghiêng bên đó thôi. Đó, chứ không có một cái lập trường vững chắc nào cả. Và có nhiều nhà chuyên gia châu Âu đó, đặc biệt là những nhà chính trị châu Âu đó, họ không đánh giá quá cao cái chuyến đi của ông Modi. Nhưng mà Tổng thống Joe là có phần binh dịch. Tổng thống Joe cho rằng là đừng đánh giá quá thấp cái chuyến đi của ông Modi. Tuy rằng về mặt chính trị thì Ấn Độ có, nhưng về mặt ngoại giao và sự hiện diện của ông Modi đến Ukraine nó có tầm quan trọng. Nó cũng sẽ giúp đỡ một phần nào đó trong cái sự thúc đẩy hòa bình mà chúng ta cần phải nên tôn trọng. Đây là cái lời của Tổng thống Joe Biden ngày hôm nay. Ông binh dịch. Một câu là binh vực ông Modi, và ông ta rất là chúc mừng ông Modi đã đến Ukraine. Đây là thủ. Ngoài ra thì cái chuyến đi của ông Modi đã ký được 4 cái hợp đồng với Ukraine. Các vị cũng biết là trong những cái hợp đồng á, thì nó cũng khá là quan trọng, chỉ có 4 cái hợp đồng thôi. Nhưng mà đối với Ukraine bây giờ là có hợp đồng nào thì tốt cái hợp đồng đó. Ít hay nhiều không quan trọng, quan trọng là có. Đặc biệt là có một cái hợp đồng với Ấn Độ, với một cái quốc gia đông dân, 1 tỷ mấy dân. Đó là một cái cơ hội rất là lớn cho Ukraine ở một cái thị trường mới. Tất nhiên là Ukraine ngày hôm nay trong một cái bối cảnh khó khăn về vấn đề kinh tế hay là vấn đề quân sự, thì tất nhiên cái hợp đồng của Ukraine nó có nhiều cái vấn đề liên quan đến vũ khí và liên quan đến vấn đề lương thực. Nghĩa là 4 cái hợp đồng này tuy rằng không được nêu lên cụ thể chi tiết, nhưng chúng ta cũng thể phỏng đoán được là Tổng thống Zelensky đã ký với ông Modi như thế nào trong những hợp đồng. Nó không khác biệt gì vấn đề ngũ cốc và vấn đề vũ khí cả. Đây là cái câu chuyện nho nhỏ liên quan đến cái chuyến đi của ông Modi mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị. Và bây giờ, ngày hôm nay là một cái ngày độc lập của Ukraine,
cũng là một cái ngày tưởng niệm một năm một ngày cái chết của ông Prigozhin. Chắc là các quý vị không thể nào không biết ông Prigozhin là ai, bởi vì cái sự ra đi của ông cách đây có một năm một ngày, ngày hôm nay chính thức là một năm một ngày. Thì ngày hôm nay tại Nga thì người ta đã có gửi bông tưởng niệm cái sự ra đi của tập đoàn Wagner, đặc biệt là ông trùm Wagner, đó là ông Prigozhin. Thì đối với cá nhân của Nguyên thì Nguyên nói thực tế là một sự đáng tiếc. Nếu ông Prigozhin mà trong những cái ngày mà ông ta tạo phản đó, mình phải dùng một câu chính xác là ông ta tạo phản đó, nếu ông ta quyết chí tạo phản thì Nguyên nghĩ ngày hôm nay đất nước Nga đã có một cái vị tổng thống mới, và đất nước Nga đã tìm để có cuộc sống hòa bình, và đất nước Nga đã có một cái tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng bởi vì cái sự do dự của ông ta và cái sự suy nghĩ về vấn đề đạo đức, thì chắc các vị biết là ông Prigozhin lúc đó ông tức giận, và ông đi còn 300 cây số nữa, lực lượng quân đội của ông đã đi còn 300 cây số là đến Moscow. Cho Nguyên nói là cái lực lượng quân đội của ông Prigozhin đi không có bất cứ một sự gào cản nào hết. Tất cả lực lượng quân đội khác họ chỉ đứng ngoài cuộc, họ không xen vào. Chỉ có giữa ông ta và với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Lúc đó là ông Prigozhin có thể đi đến thủ đô và cuộc giao tranh trên thủ đô luôn, mà không bất cứ một cái thế lực nào khác ngoài ở lực lượng thủ đô và lực lượng của ông. Khi lúc đó thì ông Prigozhin với cái sự tức giận của mình, ông ta muốn có một cái sự việc là ông ta đầu tiên không muốn lật đổ Putin, muốn lật đổ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đó là ông Seru đó. Hiện bây giờ ông Seru cũng rất đài rồi. Thì chúng ta Nguyên kể lại cái câu chuyện cũ để cho Nguyên nói là một cái sự đáng tiếc. Là một sự đáng tiếc. Vì khi lúc đó thì cái câu chuyện đó, thì ông Prigozhin á, ông mới có rất là nhiều người điện thoại cho ông, mới nói với ông như thế này đó: chúng ta gà nhà đừng đá gà nhà, để cho kẻ thù nó vui. Bỏ đi Prigozhin, dù sao Putin cũng là bạn anh em của chúng ta mấy chục năm. Và hiện bây giờ nếu mà chúng ta tạo phản, nó chỉ có lợi cho kẻ thù mà thôi. Bởi vì ông ta nghe những lời khuyên, những lời khuyên rằng, thì khi lúc đó lực lượng của ông ta đã đi đến khoảng tầm 290, còn 290 cây số, thì những cái lời khuyên rằng nó làm cho ông ta nguội lòng, và ông ta đã quyết định ngừng cái cách mạng tạo phản. Thì các quý vị cũng biết đó, sau đó thì có một cái buổi họp bí mật giữa Putin, Prigozhin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và nhiều cái thế lực trong cái bộ máy chính trị. Và thì đã cam kết lẫn nhau là ok, chuyện nhỏ mình bỏ qua, quá khứ xích mích anh em bỏ qua hết, từ nay sắp tới chúng ta bắt tay làm quà. Nhưng mà các quý vị biết rồi đó, sau đó thì sẽ như thế nào? Prigozhin đã có một cái tai nạn máy bay, đúng hơn là một cuộc ám sát. Thì chúng ta thấy ngày hôm nay, nếu mà trong cái giai đoạn đó Prigozhin vẫn giữ nguyên cái lập trường của mình, thì đất nước Nga đã có sự thay đổi lớn rồi. Và có thể Prigozhin đã trở thành anh hùng của quốc gia và cũng trở thành tổng thống tương lai nữa, ai biết chăng. Nhưng mà tiếc thay là gì? Đó là con người á, đã khi đã quyết định rồi thì đi đến cuối con đường, chứ đừng có đi giữa đường rồi ngừng. Dạ, yeah. Làm cái gì thì cũng làm cho nó đến cuối, làm là làm cho đến mục đích. Dạ, yeah. Còn những lời mà khuyên răng đó, phần lớn nó sẽ làm dẫm bước chân của chúng ta và làm sai đi cái chiến lược, và kết quả là hậu quả là như thế nào thì chúng ta đã thấy được. Nên là ngày hôm nay rất là nhiều người đã hối tiếc cái sự ra đi của ông Prigozhin, và họ nói rằng một câu là tại sao ông không đi đến giây phút cuối cùng thì ngày hôm nay cái thảm họa của đất nước chúng tôi nó sẽ không có như vậy. Và người ta còn nói là nếu Prigozhin còn thì Ukraine cũng sẽ không bao giờ đặt chân trên lãnh thổ của Nga được, bởi vì Prigozhin đã không còn nữa. Các quý vị cũng biết là lực tập đoàn Wagner họ biết điều đó, chứ không phải là không biết. Nhưng mà tập đoàn Wagner là cái tập đoàn vì tiền mà đánh chiến tranh, nên là họ ai trả tiền thì họ nhận. Nhưng một số lượng nhỏ của tập đoàn Wagner, họ vẫn đang giữ cái sự phẫn nộ, thù hận, và họ cũng đang chờ một cái cơ hội để họ trả thù Putin, chứ không phải là không có. Trong đó thì có một số lượng tập đoàn Wagner đầu quân cho Ukraine, đầu quân cho anh. Sau khi cái chết của ông Prigozhin là một số ít, Nguyên phải dùng một câu là một số ít, họ đã đầu quân cho Ukraine. Vì họ mục đích của họ là muốn trả thù Putin sau cái chết nhà lãnh tụ của mình.
Đây là một cái câu chuyện nhỏ để chúng ta nhắc lại cái chết, vì đây là một cái ngày sinh nhật một năm một ngày. Mà ngày hôm nay tại Nga, nhiều cái đài tưởng niệm, nhiều đài tưởng niệm đã đưa cái hình ông Prigozhin và họ khóc lóc và họ đáng tiếc là ông Prigozhin đã không giải phóng đất nước trong giai đoạn đó. Và bây giờ, chúng mình cập nhật tiếp tục những bản tin thời sự để cho các quý vị biết là tình trạng Mỹ sẽ yểm trợ Ukraine trong những ngày kế tiếp như thế nào. Ngày hôm nay, ngoài cái cuộc nói chuyện giữa Tổng thống Zelensky, Tổng thống Joe đã có nêu lên lệnh trừng phạt cho Nga sắp tới. Trong cái lệnh trừng phạt này sẽ nhắm vào người ta là 400. 400 này là công ty và cả luôn cá nhân. Đây là một biện pháp mà Mỹ chuẩn bị đưa ra để làm cho cái nền kinh tế quốc phòng của Nga đó nó phải cạn kiệt. Các vị cũng biết là cuộc chiến tranh chúng ta phải nói về kinh tế, chúng ta phải nói tiền bạc. Liên Xô cũ sụp đổ không phải bởi vì họ thua chiến tranh. Chưa bao giờ Liên Xô cũ sụp đổ là thua chiến tranh. Họ thua là thua kinh tế. Để duy trì cái bộ máy quân sự và bộ máy kinh tế nó không được đi đều. Thì chúng ta trong một cái đất nước chiến tranh á, thì tiền bạc của người dân, đóng thuế của dân nó sẽ đổ xô về trong vấn đề quân sự. Phải trả lương rất là cao. Hiện bây giờ binh sĩ của Nga cái mức lương gần tới 5.000 đô la một tháng. Đây là đối với người Nga là một cái mức lương khổng lồ. Đối với cô chú anh chị em ở tại Hoa Kỳ, ở tại California thì 5.000 đô la là cái mức lương bình thường. Đối với người Việt Nam mình coi, lãnh lương có 7 triệu, 10 triệu, nghe nó 5.000 đô la, trời ơi là cái ước mơ. Ước mơ cuộc đời của mình lãnh lương được. Tùy theo đất nước mình ở, tùy theo cái giật giá mình ở, thì đối với Nga cũng vậy. Cái số lương mà 5.000 đô la là một con số khủng khiếp. Và hiện bây giờ cái bộ máy chính trị của Nga đó, nó phải nuôi dưỡng cái số lượng binh sĩ. Tất nhiên là số lượng binh sĩ tử vong khá nhiều, nhưng mà binh sĩ tử vong cũng phải bồi thường. Và hiện bây giờ cái bộ máy quân đội đó phải sản xuất vũ khí. Mà Nguyên nó nói rồi, sản xuất vũ khí nó không có lợi gì hết á. Nó là một sự dục tiền qua cửa sổ. Các vị đứng hình đi. Mướn công nhân, xây nhà máy. Tất nhiên là có công nhân có công việc làm. Đóng thuế. Đúng không? Tạo ra sản phẩm bán lại cho nhà nước. Cái đồng tiền nó nằm ở trong cái bộ máy của nhà nước. Bán lại cho nhà nước. Nhà nước đi thả cái bơm cái bình. Hệt. Nó không có đồng tiền, nó quay ngược trở lại. Và cuộc chiến tranh là cuộc chiến tranh hao mòn về kinh tế. Nên là trong cái bối cảnh này đó, thì Mỹ đã bắt đầu siết chặt và nhắm vào những 400 tập đoàn công ty và cá nhân của đất nước Nga để làm cho cái bộ máy kinh tế của Nga sẽ bị tê liệt. Nga vẫn có thể mua được những vật liệu, nhưng cái giá cả nó phải trên trời, làm cho Nga phải gặp khó khăn để cho cái giá thị trường mà vật liệu Nga sản xuất vũ khí nó sẽ tăng cao. Thí dụ Nguyên nói ngày xưa Nga muốn chế tạo ra một cái trái quả tiễn 2 triệu. Bây giờ Nga phải chế quả tiễn 8 triệu. Nó sẽ dẫn đến một cái khủng hoảng về vấn đề kinh tế của Nga trong những ngày kế tiếp. Và hiện bây giờ họ nghĩ như thế này chỉ là cách duy nhất để ép Putin phải ngồi trở lại trong cái bàn đàm phán. Khi Putin đã thấy rõ được là cái nền kinh tế của Nga không thể nào tiếp tục được. Nhưng Nguyên nói thật, cái biện pháp của Tổng thống Joe hay là hiện bây giờ Đảng Dân Chủ là người đang lãnh đạo, nó không hữu hiệu vì có Trung Quốc yểm trợ. Nên là muốn trừng phạt Nga là phải nhắm vào Trung Quốc nữa. Nếu chỉ sự trừng phạt của Trung Quốc nó quá nhẹ, nó sẽ không tác động gì hết. Muốn bây giờ, muốn Nga tê liệt kinh tế nó không khó các vị ạ. Phải nhắm vào ông Trung Quốc. Vì Trung Quốc là kẻ nuôi dưỡng Nga ngày hôm nay mà ai cũng biết hết. Bây giờ nó không còn là một sự bí mật nữa. Cái sự việc này là ai bây giờ cũng biết rõ được là Trung Quốc là kẻ nuôi dưỡng Nga. Thì bây giờ nó không phải là một sự bí mật nữa. Bây giờ phải nhắm vào Trung Quốc. Đánh vào cái đoàn kinh tế của Trung Quốc. Gần đây nhất thì các vị cũng biết là người ta tăng thuế má, đặc biệt là châu Âu á. Họ tăng thuế những xe điện, những cái điện tử đến từ Trung Quốc khá nhiều. Trung Quốc đã có lên tiếng. Nhưng mà đối với Nguyên, trời ơi, trừng phạt như vậy nó không đủ. Nó chỉ gãi ngứa cho Trung Quốc thôi. Bây giờ chỉ cần đem đánh kinh tế của Trung Quốc và ép Trung Quốc trên cái bàn đàm phán. Nếu anh giúp đỡ Nga, thì anh sẽ bị lệnh trừng phạt rất là nặng. Tôi kêu gọi anh tách rời ra khỏi với Nga về vấn đề kinh tế. Thì tôi với anh tiếp tục ban giao. Còn nếu không, tôi sẽ trừng phạt kinh tế anh. Phải như vậy mới ép Nga trên, ép Trung Quốc trên một cái bàn đàm phán và họ ép tách rời ra khỏi Nga. Còn nếu không thì trừng phạt Nga, thì trừng phạt bao nhiêu thì Trung Quốc sẽ là người cung cấp. Ngược lại Trung Quốc vẫn sẽ càng hưởng lợi. Trừng phạt Nga càng nhiều thì Trung Quốc hưởng lợi càng nhiều. Và Trung Quốc sẽ rất là, quyền đó là lớn mạnh. Đó là vô tình giúp đỡ cho Trung Quốc nuốt trọn nền kinh tế của Nga.
Nên đối với nguyên cái biện pháp mà chỉ có nhắm về Nga không á, nó không có hữu hiệu. Và phải nhắm luôn những cái quốc gia đang yểm trợ cho Nga một cách mãnh liệt, không thua kém về Nga, thì những cái quốc gia đó sẽ không dám, và họ sẽ đứng ra ở một cái vị thế người ta gọi là vị thế trung lập. Đây là cái suy nghĩ cá nhân của Nguyên sau cái sự lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị. Và bây giờ thì cho Nguyên chia sẻ cùng cô chú anh chị em ngày hôm nay đạo lực mới tại Ukraine nó được chia sẻ ra khá là rầm rộ. Đó là chính phủ của Ukraine chính thức, quốc hội của Ukraine đã chính thức bỏ phiếu và đã cấm những cái nhà thờ chính thống giáo có liên quan với Nga có thể tồn tại. Cái sự tồn tại dùng đúng có thể nói là lập nhà thờ giảng đạo ở tại đất nước Ukraine nữa. Thì chúng ta đều biết đất nước Ukraine đó, hay đất nước Nga đó, họ có một họ theo thờ đạo Chúa, nhưng mà đạo Chúa thì có nhiều chi nhánh khác nhau, giống như là chúng ta biết là Công giáo nè, Tin lành nè, Chính thống giáo nè. Thì phần lớn người Nga và người Ukraine đó, thì họ là đạo Chính thống giáo. Và cái những cái nhà thờ của Ukraine á, thì các vị biết là giống như là đạo Công giáo á, thì Đức Giáo Hoàng là nhà lãnh tụ tối cao ở tại vùng đất của Đức Giáo Hoàng đó, Vatican. Còn phía bên Nga đó thì ở tại Nga, ở tại Moscow. Hiện bây giờ thì chính phủ của Ukraine đã chính thức cấm tuyệt đối những nhà thờ có liên quan đến Nga không được hoạt động ở tại Ukraine nữa, vì họ sợ là lợi dụng về tôn giáo và tuyên truyền sai sự thật. Thì các quý vị cũng biết là đụng tới tôn giáo thì dễ bị người ta dễ bị đi sai hướng lắm, vì tôn giáo nó hơi có một cái dấu hiệu là mù quáng bất kỳ chết. Nên là lý do đó thì chính phủ Ukraine ngày hôm nay qua quốc hội và ngày hôm nay chính thức trong cái ngày lễ độc lập, thì tổng thống Zelensky đã ban ra lệnh chính thức sau khi quốc hội đồng ý là cấm tuyệt đối nhà thờ có liên quan đến Nga có thể hoạt động ở tại Ukraine nữa. Tất cả những nhà thờ liên quan với Nga sẽ bị đóng hết. Những nhà thờ phải có một cái xu hướng trung lập, không có liên quan đến chính trị thì mới được mở. Thì đây là một cái hành động mới để bảo đảm sự tuyên truyền sai sự thật của Nga, dùng tôn giáo, mình kêu là dùng danh đạo để tạo danh đời, và dùng tôn giáo để mà tuyên truyền về nhiều vấn đề nó không đúng với sự thật. Đó là vấn đề nội bộ trong đất nước Ukraine ngày hôm nay mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị. Một bản tin khủng bố nho nhỏ đã làm cho Putin nhói tim và Putin sợ hãi. Ngày hôm qua thì Putin đang họp trong một cái buổi họp an ninh quốc gia. Đặc biệt là Putin đang lo lắng về cái tình trạng khu vực kết mà Putin chưa có biện pháp nào giải quyết. Và tình trạng thì càng ngày càng xấu đi, đặc biệt là nhiều thông tin nó đang đến, đặc biệt là những thông tin nước ngoài đó, người ta đã công chiếu nhiều đoạn video mà Putin không thể giấu giếm được cái sự thật ở tại đất nước Nga. Thì đang họp nửa chừng vậy đó, có một cuộc khủng bố ở trong một cái nhà tù của chú và anh chị em. Thì lúc đó là Putin đã bỏ buổi họp, hoang mang quá bỏ buổi họp. Và những kẻ khủng bố nó đòi Putin là phải 2 triệu đô la tiền mặt và một chiếc trực thăng. Thì chắc người biết là trong một cái bối cảnh đất nước nó đang có thể nói là chỗ nào đó cũng có những sự gam, những biến cố hết. Người ta xuống đường biểu tình vì đòi cái quyền lợi khi lúc đó thiếu điện, thiếu nước. Người ta xuống đường biểu tình là bởi vì chồng con của người ta bị mất tích mà đất nước Nga không công bố, vân vân và vân vân. Nói chung chung là chỗ nào nó cũng có những cái sự việc nhỏ hay lớn đang rất là lộn xộn hết. Thì trong một cái bối cảnh như vậy thì Putin đã nhận cái bản tin là một cái nhà tù khủng bố. Nhà tù khủng bố này là ai? Đây là những người cực đoan Hồi giáo. Cái lý do mà khủng bố thì nó rất là đơn giản, là bởi vì họ bị đối xử bất cưng xứng hay là bất công bằng trong tù. Nó đã dẫn đến và họ quá bức tức và họ phải có những hành động. Thì tất nhiên là họ dùng những hung khí, họ chỉ dùng dao thôi các quý vị. Họ dùng dao thì họ không biết họ lấy dao trong tù, chắc là ở trong cái nhà bếp hay gì đó. Và họ đã dùng dao để uy hiếp những người coi tù đó, những anh lính coi tù đó, họ uy hiếp những người đó. Và họ ép chính phủ Nga phải cho họ 2 triệu đô la và một chiếc trực thăng để họ chạy trốn. Nhưng cuối cùng thì cái nhóm khủng bố đã bị tiêu hủy. Nguyên phải dùng một câu là chính thức bị tiêu hủy, đã bị súng bắn tỉa tiêu hủy. Thì kết cuộc thì đã giải cứu tất cả con tin, nhưng có vài người đã thiệt mạng trong một cái sự việc khủng bố này.
Cái lý do nó dẫn đến cái điều này á, là cái sự việc mà các vị biết người đạo Hồi giáo đó, họ rất là sùng đạo. Nguyên làm đó làm trong công ty bưu điện đó, họ rất là sùng đạo. Tới giờ mà họ cầu nguyện á, mỗi ngày họ có bao nhiêu lần cầu nguyện đó thì Nguyên không rõ, nhưng họ phải cầu nguyện đúng giờ, là họ phải cầu nguyện, họ phải quay về cái hướng, chắc là hướng mặt trời, hướng nào đó thì Nguyên cũng không rõ. Nó bắt đầu là họ bỏ một cái tấm thảm vô, bắt đầu là họ lại, họ làm gì đó, thì đó là cái tục lệ của họ. Và ở trong tù á, thì cái giờ giấc cầu nguyện của họ người ta không cho phép, đó đã dẫn đến họ tức giận. Và từ lúc đó nó xảy ra ngày qua ngày, tháng qua tháng, đụng tới tôn giáo, những cái người mà sùng đạo đụng tới tôn giáo của họ thì họ bất chấp. Thực tế cái cuộc khủng bố này nó đứng lên ở trong tù á, nó chỉ là một cái sự tức giận do cái sự bất đối xử, khi gọi là ngược đãi tù binh mà thôi, chứ không có liên quan gì vấn đề chính trị hết. Nhưng mà Putin cũng dùng đó làm một cái sự khai thác. Các vị biết là ngày hôm nay á, đất nước Nga đó, người ta hay lợi dụng rất là nhiều điều để khai thác liên quan đến chính trị. Người ta lợi dụng đủ thứ khác để mà khai thác nó. Thì hiện bây giờ những thông tin của Nga đó thì họ chia sẻ một mặt, mình nói là đồng tiền nó có hai mặt, nhiều khi cả ba mặt, mà thông tin của Nga thì nó có một mặt sự thật thôi, mà một mặt sự thật thì nó không phải là sự thật. Và thông tin của Nga thì chia sẻ chỉ có một hướng, và cho rằng là đây là những cái lực lượng thân Ukraine xúi dục ở trong tù, đây là những cái điều mà làm khủng bố do Ukraine giật dây, vân vân và vân vân. Nhưng mà thực tế thì chúng ta đều biết đây là sự đối xử không có tốt đẹp ở trong tù, ngược đãi. Mà cái chuyện này ở Nga nó rất là rõ. Bởi vì sao? Bởi vì Nguyên quen biết rất là nhiều người gốc Nga, hay là người mà kêu là người Chechnya đó, bạn của Nguyên rất là nhiều. Chính là những người bạn thân của Nguyên đã từng tâm tình mà, khi lúc đó nó đi học đại học ở tại Nga, nó là người Nga, chỉ là cái khu vực ở địa phương khác thôi. Và nó là người, tất nhiên là Chechnya phần lớn là người đạo Hồi giáo. Nó được cái sự đối xử vô cùng ngược đãi ở tại mấy trăm cái ngôi trường của nó ở. Và những cái người sắc tộc khác cũng bị sự đối xử không được công bằng. Nó rất là rõ ở tại đất nước Nga, đặc biệt là những thành phố lớn. Nên để chúng ta biết là đất nước Nga bề mặt thì là một cái quốc gia cường mạnh lớn nhất trên thế giới. Các quý vị mở bản đồ thế giới ra thì các quý vị không thể nào không thấy đất nước Nga hết. Vì cái diện tích nó quá lớn, nó quá lớn, nó khủng khiếp. Nhưng mà thực tế thì nhìn thấy nó hùng vĩ như vậy đó, nhưng thực tế thì nó gặp được nhiều cái sự khó khăn, là bởi vì nó có nhiều sắc tộc, nó có nhiều tôn giáo khác nhau. Và cái lịch sử của nó đó là lịch sử lớn. Tại sao nó có lớn? Là bởi vì nó xâm lược. Và tất nhiên cái nguồn gốc chính thống của nó đó, người ta vẫn muốn tìm được con đường độc lập. Nên là trong tương lai nếu nền kinh tế của Nga suy yếu, thì Nguyên bảo đảm với các như vậy là những cái khu vực, đặc biệt là ở khu vực gần Á Châu chúng ta, gần Mông Cổ nè, gần Trung Quốc nè, gần Kazakhstan là Kyrgyzstan, những khu vực đó họ sẽ đòi độc lập hết. Tình trạng chiến trường nó xấu đi, đặc biệt là khu vực kết. Mà trong tương lai nếu Ukraine có thể mở thêm một cái mặt trận khác nữa, nếu mà Ukraine trong tương lai mà có thể đánh được thành công ở một cái mặt trận khác, thí dụ Nguyên nói là mặt trận Brian hay là Bengal, và lực lượng của Ukraine vượt qua biên giới và đóng đô ở đó, bảo đảm với các quý vị Putin xong đời. Đặc biệt là cái nền kinh tế của Nga ngày hôm nay đó, người dân Nga, hãng xưởng của Nga đóng cửa hàng loạt. Và hiện bây giờ cái tình trạng của Nga đó là một cái tình trạng như nó là nguy kịch kéo dài về nền kinh tế. Khi người dân đói khát, tất nhiên là người ta sẽ bất mãn, sống quen sung sướng. Đặc biệt là giới trẻ. Những người lớn tuổi thì lúc các vị có biết là Nguyên ở nước ngoài từ nhỏ mà. Nguyên đâu có ở Việt Nam đâu. Nguyên rời Việt Nam chỉ có 2 tuổi mấy vậy đó. Thực tế thì về vấn đề Việt Nam thì Nguyên không biết cái gì hết. Nói chung chung là không biết, hoàn toàn không biết. Nên là nhiều khi người ta hỏi Nguyên về địa lý Việt Nam là Nguyên mù, hoàn toàn là mù mịt cả. Những người giống như Nguyên á, họ sống ở trong một cái môi trường được sự hạnh phúc từ nhỏ. Nguyên phải dùng một câu là hạnh phúc từ nhỏ. Họ không biết cực khổ là gì. Nên là khi đụng tới cực khổ họ chịu không có nói. Còn những mấy bác lớn á, sống trong chiến tranh, sống trong cái thời mà kêu là Nguyên nói là cái gì cũng ăn hết á. Kêu là ăn, người ta kêu ăn bo bo, rồi ăn rễ cái cây, ăn cái gì cũng ăn hết á. Ăn để sinh tồn, để qua ngày, mấy bác có kinh nghiệm. Khi mấy bác thấy khổ chút xíu, mấy bác, ui, ngày xưa còn khổ gấp trăm lần bây giờ. Đó là những cái tư tưởng những người Liên Xô, trong thời Liên Xô đó. Những cái người mà lớn tuổi, 60 mấy, 70 tuổi, họ thấy cái điều mà hiện bây giờ đất nước Nga có khổ một chút đi nữa thì chẳng là gì cả. Đối với họ là chẳng là gì hết. Bởi vì cái quá khứ họ còn phải xếp hàng cả mấy tiếng đồng hồ.
nguyên một ngày trời nhiều khi để lấy được một khúc bánh mì. Thì huống khi bây giờ họ có ăn thì đối với họ không có gì khổ hết. Đó là những cái người lớn tuổi ở tại Nga thôi. Như những người trẻ tuổi và cái tuổi mà kêu là trung niên và thanh niên ấy, thì đối với họ không chấp nhận được, vì họ sướng quen rồi. Bây giờ với cái đường lối chính trị của Putin đó, nó dẫn đến của họ bị bế tắc, công ăn việc làm của họ nó mệt mỏi, bom đạn, chiến tranh, rồi đi du lịch không được, và bây giờ giật giá leo thang, cái gì họ cũng sống khó, họ rất là bất mãn, họ rất là bất mãn, chỉ có điều là họ bất lực để lật đổ Putin mà thôi. Trong lòng của họ bất mãn nhưng họ bất lực. Bởi vì các vị biết là muốn lật đổ một chính phủ, thứ nhất là có sự đoàn kết tất cả thế hệ, là từ nhỏ đến lớn. Những người lớn tuổi hiện bây giờ ở Nga thì họ nhìn lại cái quá khứ, nó thời Liên Xô cũ khổ lắm bây ơi, bây giờ so với xưa chẳng là gì cả. Thì những người lớn tuổi họ vẫn là, thứ hai nữa là họ có một cái suy nghĩ, người ta kêu là patriot, có nghĩa là một cái suy nghĩ về đất nước. Họ muốn bảo vệ cái ý tưởng đất nước Nga vĩ đại, nên họ không muốn lật đổ Putin. Đó là số lượng người lớn tuổi. Chứ người trẻ trẻ, người trung niên bây giờ họ ước ao lắm các vị. Họ ước ao là Putin đi bán mối cho rồi. Bởi vì họ biết rằng là ngày nào còn có Putin, với cái đường lối chính trị của ông ta đang cai trị và với cái phương hướng chiến tranh của ông ta, nó sẽ không đem lại cái phúc lợi gì cho ông người dân hết. Và cái điều đó thì người ta đang muốn mong đợi là ông ta, một là bị bệnh ngã xuống, đó là cái điều tốt đẹp nhất, hay là có một cái trong nội bộ chính trị lật đổ ông đi, rồi để có một cái cuộc đàm phán mà quay lại hòa bình. Nhưng mà đó là cái thế hệ trẻ. Và hiện bây giờ cái thế hệ trẻ thì Nguyên nói là họ đang muốn lật đổ nhưng họ bất lực. Vì muốn lật đổ một cái chính phủ, nó phải có cái sự nội bộ và có sự đồng ý của lực lượng quân đội. Chứ một cách mạng nào không khó lắm, nếu không có sự đoàn kết 90% của người dân và không có được sự yểm trợ đến từ bộ an ninh, có nghĩa là bộ công an hay là bộ cảnh sát, ở nước ngoài mình dùng bộ cảnh sát hay là bộ quân đội, thì dân không cách nào lật đổ nổi một cái quốc gia khi quân đội dùng vũ khí nhắm vào dân cả. Nên là chúng ta thấy rõ được ngày hôm nay, trong một cái bối cảnh chiến tranh nó đã kéo dài hơn 2 năm 8 tháng và bắt đầu chúng ta thấy được là sự suy yếu của Nga từ tinh thần với tính thể xác. Người dân Nga đã bắt đầu càng ngày càng bất mãn với Putin, đã càng ngày càng thấy rõ, đặc biệt là sau khi cái cuộc thất bại ở tại Kết. Nên cái cuộc tấn công ở tại Kết nó chỉ là một cái diện tích nhỏ so với những gì Nga đang chiếm đóng của đất nước Ukraine mà thôi. Cái đó là Nguyên phải thừa nhận cái điều đó. Nhưng ngược lại nó tạo ra một cái tiếng vang lớn. Nó nhỏ nhưng nó lại có vỏ. Cái tiếng vang nó làm cho người dân Nga họ hiểu rõ được hơn cái sự lãnh đạo của Putin nó dẫn đến đất nước họ như thế nào. Nếu không có sự việc đó thì Nguyên nghĩ là còn rất là nhiều người dân Nga sẽ vô cùng thờ ơ với vấn đề của Ukraine. Nhưng bây giờ thì họ không thể thờ ơ được, vì cả hơn 300.000 người đã sơ tán. Và những người sơ tán này họ kể lại cái câu chuyện mà họ đã bị bỏ rơi. Lực lượng Nga đã bỏ rơi họ. Và họ sẽ kể lại bây giờ họ cảm nhận được sự ly tán, nhà tan cửa mất, cũng giống như người dân Ukraine đã hứng chịu 2 năm mấy tháng vừa qua. Thì để chúng ta thấy được ngày hôm nay cái sự việc thay đổi mới trong cuộc chiến, tất nhiên là người ta rất là lo là cái cuộc chiến tranh này nó sẽ xấu hơn khi Putin có thể nhấn nút. Vừa qua thì phía bên Italy họ e ngại rất là nhiều về tình trạng cuộc chiến tranh đang có một cái dấu hiệu càng ngày càng xấu, khi lúc đó có thể dẫn đến cái sự việc tham gia của đồng minh của Nga, đó là Belarus. Thì các quý vị biết là Nguyên có cập nhật đó, là Belarus đang áp sát biên giới của Ukraine với một số lượng 100 mấy chục ngàn binh sĩ đó. Bây giờ giảm bớt đi, sau khi đe dọa của NATO thì có phần giảm bớt, nhưng vẫn có. Thì người ta rất là lo là cái sự tham gia của Belarus nó sẽ dẫn đến cuộc tham gia của Ba Lan, và nó dẫn đến cái cuộc chiến tranh tổng quát và nó không thể nào giải quyết được. Và đến một cái giai đoạn Putin phải nhấn nút vũ khí hạt nhân. Tất nhiên đây là những kịch bản xấu mà người ta lo lắng trong cái bộ máy chính trị an ninh. Các vị đừng có nghĩ là ô chuyện đó không có xảy ra. Không ai biết chuyện nó có xảy ra hay không. Nhưng đối với một cái quốc gia thì những cái bộ trưởng bộ quốc phòng, những người làm vấn đề an ninh đó, đó là cái bổn phận và trách nhiệm của họ. Họ phải chuẩn bị tất cả những cái tâm lý để mà ứng phó tất cả những kịch bản xấu. Trong những kịch bản xấu đó, nó có nêu lên một cái vấn đề rất là nghiêm trọng, đó là cuộc chiến tranh toàn vẹn và bước đầu với Nga. Thì họ phải sắp xếp như thế nào? Và muốn điều đó không xảy ra thì họ phải làm như thế nào? Họ phải ứng phó như thế nào?
Nên là NATO họ ứng phó một cách rất là rõ ràng. Họ muốn gửi thông điệp cho Nga rằng anh đừng có nghĩ trên thế giới này chỉ có anh có vũ khí hạt nhân. Chúng tôi cũng có. Chúng tôi cũng có, không thua kém gì anh. Anh có thể tấn công vào chúng tôi, thiệt hại chúng tôi sẽ nhận có đó. Nhưng tôi bảo đảm các anh sẽ không còn gì hết. Tuy rằng đất nước anh rất là lớn, diện tích minh mông, nhưng anh sẽ không còn gì hết. Vì tất cả những mục tiêu mà anh phóng, chúng tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay hết. Những căn cứ anh đã thấy rõ là anh không đủ khả năng bảo vệ. Anh không đủ bảo khăn bảo vệ căn cứ không quân của anh. Anh không đủ khả năng bảo vệ những trụ sở quan trọng của anh. Anh đã bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công một cách dễ dàng. Thì chúng tôi tấn công các anh càng dễ dàng hơn nữa. Khi lúc đó thì chúng tôi đã bao vây anh. Lực lượng của chúng tôi ở Phần Lan, lực lượng của chúng tôi ở biển Baltic, lực lượng của tôi ở biển Đen, lực lượng của chúng tôi ở miền Bắc, Iceland, Siberia, lực lượng của chúng tôi ở Ấn Độ, lực lượng của chúng tôi ở Nhật Bản. Anh đã bị hoàn toàn nằm trong cái sự bao vây. Đúng chuyện, sự phản công của chúng tôi nó còn làm cho các anh phải sợ hãi hơn nhiều. Khi lúc đó chúng tôi là thành viên 32 quốc gia. Thì đây là những cái hành động của NATO vừa qua, họ muốn đe dọa Putin để cho Putin biết rằng là sự đe dọa của Putin nói rất là nhiều. Nhưng NATO không nói. Nhưng nếu NATO hành động thì Putin sẽ xong ngay lập tức. Tất nhiên các vị cũng biết là không ai muốn điều đó. Vũ khí hạt nhân được chế tạo ra rất là nhiều, nhưng chỉ sử dụng một lần duy nhất vào đệ nhị thế chiến ở tại Nhật Bản thôi. Bởi vì sao? Bởi vì người ta thấy được cái sự thảm họa của nó. Và cái điều đó, từ đó cái đạo đức của con người á, người ta lo lắng. Vì người ta biết rằng là con người chúng ta là một động vật ở trên, người ta kêu là cái kim tự tháp, chúng ta là cái động vật mạnh nhất. Không có bất cứ một cái động vật nào có thể tiêu hủy chúng ta được. Chỉ có con người mới tiêu hủy được con người. Và vũ khí hạt nhân là loại vũ khí có thể tiêu hủy nền văn minh của nhân loại. Và cái điều đó làm cho người ta đã e ngại và người ta đã không sử dụng cả sau đệ nhị thế chiến tới bây giờ. Nhưng cái kho vũ khí sản xuất thì nó có nhiều vô kể. Những con số mà các quý vị được công khai trên báo chí mà chúng ta có thể search ở trên Google, những con số đó, cho nó như nguyên, những con số đó chỉ là con số hình thức. Tất cả những cái gì các quý vị có thể search trên Google là quốc phòng nè, có bao nhiêu chiếc máy bay, bao nhiêu chiếc trực thăng, bao nhiêu hàng không mẫu hạm, có bao nhiêu quả tiễn, bao nhiêu vũ khí hạt nhân, bao nhiêu lực lượng quân đội. Những con số đó đối với nguyên là con số hình thức. Vấn đề quốc phòng chẳng có ai biết cả, đó là an ninh quốc gia. Người ta sẽ công khai một mớ và người ta giấu một mớ. Nguyên đã từng khi còn trẻ, Nguyên đã được may mắn làm ở trong cái công ty quốc phòng ở tại đất nước Pháp. Nguyên cũng nắm rõ được một phần hồ sơ và Nguyên hiểu được cái cách điều hành của họ như thế nào. Họ không bao giờ công khai sự thật hết. Và những cái vũ khí tân tiến mà chúng ta đã thấy thì Nga chúng ta đã thấy hết rồi. Nga chúng ta đã thấy hết những vũ khí của Nga rồi. Máy bay của Nga, quả tiễn của Nga, Kistender của Nga, cái gì chúng ta cũng thấy. Nhưng chúng ta chưa thấy hết tất cả vũ khí của phương Tây. Vũ khí của phương Tây, nhiều vũ khí cho Nguyên khẳng định với các quý vị, vẫn chưa ra lò. Đụng chuyện những vũ khí này nó sẽ xuất hiện. Chúng tôi ngừng chương trình này ở đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em, các bạn đã lắng nghe thời sự của ngày hôm nay. Chúng ta gặp lại cô chú anh chị. Cộng vào Nam, chúng gây điều uất nghẹn, cướp của dân, tha hiếp hại dân lành. Đồng bào ta dơ dến xiết lầm than, nên phải sống diệt tan loài quỷ đó. Ta phải sống, sống cho người, cho cháu con, cho tuổi trẻ tương lai. Ta phải sống, phải đứng lên làm sáng tỏ, nỗi hờn căm xin góp một bàn tay. Hãy đứng lên không cúi đầu phó thác, nhìn cộng nô
dâng đất nước cho tàu. Bằng công hàm bán nước bọn đầu châu, vì tổ quốc non sông ta phải sống. Ta phải sống, sống tin sông, sống hào kiệt, sống máu của cha ông. Ta phải sống, dù xương máu chất cao, nhưng phải sống, gian danh không hổ hẹn. Hãy đứng lên, đừng nhìn nhau xa lạ. Hãy một lòng vì nước quyết hùng lên. Đừng tham danh như bao kẻ ươn hèn, vì lợi nhỏ quên đi điều nhục nước. Ta phải sống, không khuất phục, diệt quân thù, dựng lại nhà Nam. Ta phải sống, nhìn quê hương từng gian, máu trong tim, bất khuất quyết không hàn. Hãy đứng lên, cùng nhau mau tỉnh thức. Đừng quay lưng, giấu mặt, đừng làm ngơ. Hãy chỉ tên, vạch mặt bọn côn đồ. Dân nước Việt không bao giờ hèn nhát. Ta phải sống, không cúi đầu, nhìn cộng sản tàn phá quê hương. Ta phải sống, sống cho ngày mai, và phải sống cho quê hương nước Việt. Ta phải sống, không cúi đầu, ta phải sống cho tuổi trẻ tương lai. Ta phải sống, sống cho ngày mai, và phải sống.